Con chuột kìa. Hôm nay kênh VBTV sẽ giới thiệu với anh em một giống chuột không lông nha, hay người ta còn gọi là hà mã mini á. Đây, nhìn nó da nó không có lông nha mọi người, có một tí râu ở ngay mũi, nhìn rất là tiếu. Loại này thì ăn rất là nhiều, hiền và rất là quấn chủ nha.